À, xin chào các bạn cùng trở lại với F8 à, Trong video này chúng ta sẽ cùng đi chữa bài tập mà mình có giao các bạn ở cuối video trước à, Sau đó là chúng ta học nốt cái phần 1 vừa rồi Thực ra nó đã trở thành phần 2 các bạn nhé Ok thì ở video trước ấy, mình có yêu cầu các bạn là khi mà chúng ta uh, render ra Đấy cái giao diện từ cái mảng này đúng không à, Đây là những cái khóa học đây Và bây giờ mình muốn click vào cái tên khóa học Thì nó sẽ In ra cái tên khoa học của phần solo, chẳng hạn đấy làm rất là đơn giản để anh em nghĩ cách sử dụng prop thôi. Thì bây giờ các bạn nhìn này, giờ chúng ta muốn click vào cái tên khoa học có nghĩa là chúng ta muốn click vào cái thằng h2 này đúng không? Đó, thì các bạn có thể là nghĩ làm kiểu đơn giản là như này, on click đó rồi các bạn có thể viết ở đây là gì? Là một cái error function. Rồi các bạn cần solo ra thằng cost chấm title đó như thế này thôi. Để mình lại trình bày theo chiều dọc cho nó dễ nhìn nhé đó thì bây giờ ấy các bạn có thể click này và xem click vào đây này đấy nó dài tên khóa học đấy click vào cái khóa bên dưới này trang script cơ bản này đó cái thương nghiệp môn này đó ok nó chỉ đơn giản như này thôi các bạn nhé nhưng ở video này ấy, thì mình sẽ chia sẻ với các bạn cái tư duy khi chúng ta xử lý logic như thế này nếu mà bạn làm bạn nào mà làm đúng như này thì cũng là xuất sắc bởi vì ở video trước là chúng ta chưa có học đến và trong video này các bạn lưu ý như sau À, với những cái component này, này thì chúng ta sẽ tư duy nó là cái UI component Có nghĩa là nó là cái component nhận dữ liệu và hiển thị thôi Chứ nó không có làm cái logic của nó Đấy, Chúng ta làm cái này để làm gì ạ? Để nó đơn giản hóa cái component của chúng ta Chúng ta không có xử lý logic nghiệp vụ ở trong những cái UI component UI component thì là user interface Nhiệm vụ của nó là để hiển thị cái giao diện người dùng thôi Thì uh, trong trường hợp này các bạn sẽ phải phối hợp cái kiến thức prop mà các bạn được học ở video trước để các bạn giải quyết thì tức là khi mà chúng ta render cái thằng này thì chúng ta sẽ coi cái thằng này gọi là gì ạ? Cái thằng uh, component này chúng ta gọi nó là cái component gọi là uh, container. Đấy, tức là nó là cái thùng chứa, nó là cái thùng to hơn. Và trong cái container này chúng ta dùng lại những cái UI component nó là những cái thành phần nhỏ hơn ở đây. Đấy, thì các bạn sẽ không có đi dùng logic ở đây như thế này. Và để giải quyết bài toán mà mình có nêu cho các bạn ấy, chúng ta sẽ giải quyết như sau. Truyền cho ông này một cái prop là on click đó. Và các bạn lưu ý này. Thường thì chúng ta sẽ không viết thẳng cái function ở đây và các bạn sẽ viết ra một cái function ở trong cái thằng app này. À, sử dụng constan để tạo ra cái arrow function. À, lấy cái tên on click này. Sửa cái chữ on đi thành handle. Đó. handle nghĩa là xử lý, nó là những cái quy ước đặt tên nhá. Khi mà xử lý một cái event thì chúng ta sẽ thường sử dụng cái từ handle, cứ thay on thành handle giúp mình. Đó. Và nó là cái arrow function. Ok. Và các bạn cầm cái function này các bạn truyền vào đây Tức là thay vì chúng ta viết trực tiếp vào đây thì chúng ta viết ra ngoài Đấy viết trực tiếp vào nó vẫn được nhưng nó sẽ có nhiều cái lý do mà các bạn chưa được học ở đây Và khi viết ra ngoài này thì nó sẽ có những cách để nó giải quyết những cái vấn đề đó Thì học đến nâng cao thì các bạn sẽ biết nhé bây giờ cứ học dần cái cách viết chuyển nó ra ngoài này giúp mình Rồi thì bây giờ mỗi khi click ấy, nó sẽ lọt vào đây Và các bạn lưu ý này Trong cái trường hợp này nhé các bạn Sẽ có cái proper click này Nó truyền vào thằng Cost item này Thế nên là các bạn có thể nhận được cái prop đấy ở đây Phẩy một cái như này Đó Cái này là cái dữ liệu Còn cái này là cái xử lý click riêng nhau nhá Và các bạn cầm cái prop click này Các bạn truyền vào cái Cái gì ạ? À? Cái prop click của thằng H2 Đó Thằng này Nhận vào Truyền vào đây Và thằng này nó nhận Thế nên là gì? Khi mà click của thằng H2 ấy Thì nó vẫn sẽ gọi cái thằng này Nó gọi ra đây Nó quay ngược ra đây Đấy Nó gọi vào thằng này Nó đi lên thằng này Đấy Em thấy vòng vo không anh em? coback đây anh em nhá bản chất là coback thôi. đấy thì bên này nó gọn hơn hẳn này anh em có thể viết dọc lên, à, viết ngang lên, đấy nó chỉ còn như này thôi. và trong trường hợp này ấy, các bạn sẽ gặp một cái vấn đề đó là các bạn sẽ không biết cách để lấy được cái cost đấy, các bạn không lấy được cái cost này để mà các bạn cần lốc được cái tên nó ở đây thì các bạn sẽ nghĩ ra hai cách như này, một là dùng cái arrow function ở đây, đấy, sau đó là bên trong cái arrow function này thì lại gọi thằng handle click và khi gọi như thế này ấy, thì các bạn sẽ có cái đoạn gọi hàm này thế nên là các bạn có thể lấy cái cost này các bạn truyền nó vào đây đấy, sau đó là các bạn nhận cái cost ở đây rồi các bạn làm giải quyết cái bài toán là console chấm name à chấm title đấy là giải quyết được đúng không đây này click vào kiến thức này đó nó ăn này responsive với grid này đó nó ăn nhưng vấn đề ở đây ý, các bạn cũng không được cốt này bởi vì sao trong tương lai các bạn học ấy các bạn sẽ biết rằng là nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái performance render của cái ui component của các bạn Đấy, tại thời điểm mà chưa đủ kiến thức để giải thích sâu nhé nhưng các bạn cứ hình dung là viết như thế này là các bạn đang truyền một cái function mới vào đây Đấy, một function mới tinh vào luôn nó không phải là cái function ở ngoài này và các bạn viết như thế này thì sẽ không có cái cách để giải quyết tối ưu performance thế nên là hãy đặt nó ra ngoài như thế này đặt ra ngoài này thì sau này các bạn sẽ học được một cái khái niệm gọi là yield callback thì sẽ giúp các bạn giải quyết được cái vấn đề performance như mình vừa nói thế nên là trong tình huống này sẽ làm như nào cứ để là thằng này là handle click thôi Đấy các bạn truyền cái dữ liệu cost này vào trong cái thằng component này ấy thì có nghĩa là các bạn có thể nhận được cái cost ở đây. Đấy, thì hãy đổi cái arrow function vào chỗ này. Đấy và đưa thằng cost vào đây. Cost này nó vẫn là cost đó thôi đưa vào đây thì khi callback nó được gọi ấy nó sẽ lại trả ngược chính cái cost ra ngoài. Đó. À, khi mà các bạn sử dụng cái thằng react element ấy mà các bạn truyền một cái function vào như này thì nó lại không sinh ra vấn đề bởi vì cái xử lý performance của chúng ta ấy thì chúng ta sẽ ke nó ở cái tầng này chứ chúng ta không kè nó ở cái tầng cái tầng trực tiếp những cái thẻ rack element này được chưa ạ à, tương lai sẽ nói kỹ nhá anh em rồi thì bây giờ ấy các bạn sẽ thấy logic nó xảy ra tương tự như vậy thôi hoạt động tương tự thôi đó <laughs> ok anh em làm yếu cô bách rồi chỗ này là loạn lắm đấy nhá <laughs> rồi à, thì đây là cái cách chúng ta giải quyết bài toán và chữa bài tập ở video trước cũng là mở rộng thêm những cái mà các bạn cần phải quan tâm khi chúng ta viết code chúng ta sẽ học tiếp nào ở trong video này sẽ học cái phần này ba phần này đầu tiên là chúng ta sẽ phải nắm được là cái quy tắc của rack là các bạn tạo ra những cái commandant tức là các bạn tự định nghĩa ra ấy, thì các bạn phải viết, viết hoa cái ký tự đầu tiên rồi nhá giờ mình đang có cái commandant tên là app này này app này này đấy nó đang hoạt động ngon ngành vẫn đang render mọi thứ đây thì giờ mình sẽ đi sửa thằng app này cái chữ a thường lưu lại một cái anh em sẽ thấy là cái phần render biến mất luôn, trắng tinh luôn. Và nó đưa ra một cái cuôn in đây, nó bảo là cái tag tên là app này nó không có được định nghĩa theo những cái quy chuẩn của PK3C. Thì bây giờ ấy uh, các bạn để ý với đằng sau, nó bảo là nếu đây nó là một cái read component thì các bạn hãy bắt đầu nó với cái ký tự biên hoa. Đấy, cái message nó rất là rõ. Uh, anh em mới nhớ chú ý vào chỗ này, luôn đọc message. Nó sẽ nói hết cho chúng ta cái vấn đề, được chưa ạ? Rồi, thì bây giờ hãy trả lại thôi, anh em nắm được quy ước như thế. Đấy, mỗi khi tạo ra cái thì viết hoa cái chữ cái đầu lên và nếu có nhiều từ thì từ nào cũng viết hoa cái chữ cái đầu lên được chưa? OK thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với cái ví dụ. Đoạn này sẽ phải có hai ba ví dụ tương đối phức tạp. À, anh em lấy một ly cà phê là xen lẫn giữa cái ví dụ ấy thì nhâm nhi ly cà phê, sau đó là uh, nhâm nhi xong thì lại học tiếp thì nó đỡ bị loạn được chưa? Nó thực sự không quá khó, khó lắm đâu, mình lo lắng quá thôi. À, ví dụ đầu tiên là mình sẽ à, giả sử nhé trong tương lai ấy, mình tạo ra một cái form một cái form thì ở trong cái form đó mình sẽ có những cái như là input như là radio như là checkbox thì các bạn ý là trong một cái web của chúng ta nó sẽ có nhiều tình huống là có nhiều cái form nó lặp lại cái việc sử dụng input checkbox radio thì làm sao để chúng ta có thể kế thừa lại được nó thì nó có khá là nhiều cách viết nhưng mình sẽ demo một cái cách viết như sau để cho các bạn nắm được cái kiến thức của cái phần chữ phải viết hoa ở chỗ này rồi xóa bỏ những cái linh tinh này đi chúng ta sẽ không cần đến những cái này nữa đây thì mình sẽ tạo ra một cái common một cái object tên là form do mình biết là mình sẽ tạo ra và nó chứa những cái common nên là mình cố tình viết hoa lên để đúng quy ước các bạn nhé mình gắn cho nó bằng một cái object và trong này mình giả sử mình có một cái input. Đấy, một cái input này. Mình viết theo dạng ES6 nhá, thế nên là mình sẽ dùng thằng in hand object literal để thể hiện cái function input như thế này. Đó. Thì cái này nó sẽ là trở thành một cái function và function này mình sẽ dùng nó để làm function component. À, hãy nhớ lại cái bài học gần đây mình có nói là bất cứ cái function nào các bạn đều có thể sử dụng là 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 component. Cho dù trong trường hợp này nó là một cái method của cái object là form vẫn dùng để làm function component được. Thế nên là trong cái input thì mình sẽ return ra cái input để làm demo thôi Đó. Và mình sẽ thêm một cái ông gọi là uh, Checkbox Sẽ là return ra ông Input và có cái type là bằng Checkbox Đó Giờ mình hỏi các bạn là làm sao để mình render ra được cái input Và cái checkbox này Được chưa Thì nó có một cách rất là đơn giản như sau uh, Dùng cái cú pháp JX các bạn nhá Và các bạn viết như bình thường thôi Cái object này chấm đến cái input này đóng lại này, đó anh em thấy hay chưa? cái rất là hay các bạn nhá. và thử render cái chiếc bóc xem sao, đó ra cái chiếc bóc đây. À, anh em lưu ý là nếu mà viết qua cái object này ấy, thì các bạn cố tình không tuân theo quy ước nó cũng không quân đi. ví dụ như mình sửa chữ f này thành chữ f thường, đấy vẫn render chiếc bóc bình thường. cố tình uh, sửa cái thằng chiếc bóc này thành chữ c thường, vẫn render ra bình thường. nhưng em lưu ý quy ước là để các lập trình viên hiểu với nhau. các bạn viết như này sau này có nhiều người, người ta sẽ bị khó chịu hoặc là người ta sẽ không hiểu được đây là cái covenant được chưa bởi vì cái quy ước là nó như kiểu là nó ăn vào đầu lập trình viên rồi ấy thì rec covenant thì nó sẽ bắt đầu bằng những cái chữ cái viết hoa nhá rồi ok thì bây giờ đây là cái kiến thức thứ nhất các bạn vừa được học là vẫn phải tuân theo cái quy ước viết chữ hoa này à, tiếp theo mình sẽ đưa ra một cái ví dụ nó sẽ à, phức tạp hơn một xíu mình giả sử nhé mình cho các bạn một cái biến ở đây mình cho các bạn một cái biến ở đây mình gọi là Type mình ví dụ thôi nên là mình dùng constant nhé Đó Mình viết cái type ở đây là mình sẽ dùng cái từ là input hoặc là checkbox Đấy Ở đây mình dùng input Và mình muốn đấy là cái đoạn này nó sẽ render ra cái input hoặc là checkbox Nhưng nó phải tuân theo cái giá trị của thằng type đang là gì Thằng type đang là input thì chỗ này phải render ra cái input Nó là checkbox, phải render checkbox Anh em nghĩ xem làm bằng cách nào Thì có thể các bạn hãy nhớ lại cái phần làm uh, việc object rất là cơ bản ấy. Đây là cái object nó có cái key là input và checkbox. Và chúng ta có một cái key là ở biến này thì chúng ta truy cập bằng cách nào? Form mở ngoặc vuông rồi chuyển cái type vào đây là xong. Đó, nó trả ra input đây. Giờ mình sửa cái checkbox này thành cái chỗ này thành checkbox đó, nó trả ra cái checkbox đây. Thế một câu hỏi đặt ra là bây giờ các bạn biết cái này là cái component rồi. Cầm nguyên thằng này vào render có được hay không? Câu trả lời là không. Lý do là bởi vì cái đoạn này nó có cái tự ngoặc vuông Nó vi phạm vào những cái cách trình bày của chất rồi Thế nên là trong trường hợp này nó sẽ không hỗ trợ Mặc dù đây đích thị là một cái component Vậy có cách giải quyết không các bạn? Có các bạn nhé Giải quyết nó cũng rất đơn giản thôi Các bạn có thể tạo ra một cái biến Hay là hàng gì đấy Đặt tên theo đúng quy ước là chữ cái đầu viết hoa Là component Đó rồi gắn cái component lấy từ cái tie này vào cái biến này Là sẽ hợp lệ hóa được cái quy ước của chex đó nó không còn cái ngoặc vuông ở đây nữa thì nó ra thôi đó ra ở trước bóc và trong trường hợp như này mình sửa lại cái chữ này thành input đấy nó thành cái input được chưa ạ anh em lưu ý nắm chắc những cái này nhé à, sau này các bạn sẽ làm ra được khá là nhiều những cái component nó hay ho nó tùy biến nó linh động được chưa ạ rồi để mình nghĩ xem là còn cái gì ở đây nữa không chờ mình một chút nhé nếu mà bây giờ chúng ta đã học à, thứ nhất là à, qua biến rồi này qua này rồi này Ok, một trường hợp nữa. Cái trường hợp này là nhiều anh em đi làm là mình thấy là các bạn cũng không có biết đấy, thế nên là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn. Ờ, trong thực tế nhá. Các bạn sử sử, sử dụng một cái button đấy, mình ví dụ nhá. Đang, đang xuất ra đoạn nào. Đây, cái button như này này, những cái nút bấm này, này. Thì sẽ có rất là nhiều tình huống các bạn sẽ muốn là khi người dùng click vào cái nút này thì sẽ xử lý một cái đoạn JavaScript. Thì khi đó là các bạn sẽ đi lắng nghe cái sự kiện gọi là on click đúng không? Nhưng nếu mà bây giờ các bạn lại muốn một cái nút bấm vào Nó lại dẫn đi một cái link khác Và sử dụng cái thẻ A cơ Đấy Thì làm như thế nào Với REC ấy, các bạn có thể xử lý logic để các bạn tạo ra một cái component để Nó làm được cái điều đó cho các bạn luôn Tích hợp cả hai thứ vào một luôn Thì anh em để ý nhá Cái này là cách viết mà mình rất hay áp dụng Để tạo ra những cái component nó đa năng Đa di năng Thì ở đây nhá mình sẽ lại bỏ đi những cái ví dụ này Giờ mình đưa ra một bài toán luôn Là có một cái button Đó và cái button này mình đến lúc mình dự định là mình dùng mình sẽ dùng như thế này. Đó mình sẽ dùng một title bằng click me. Đấy mình dự định là dùng sẽ như thế này. Và mình có một cái mong muốn ấy là nó sẽ có cái logic như thế này để nó tự động thay đổi khi thì là thẻ A và khi thì là button nhá. Nếu mà mình truyền ở đây là on click. Đấy, rồi mình uh, truyền cái callback vào đây là match cho London chẳng hạn để tí nữa bấm vào nó còn in ra cái chữ gì đó. Đấy, tức là đại loại là khi cái button này nó có cái method là on click thì lúc đó là chúng ta phải xử lý làm sao cho cái button này nó render ra cái nút là cái button và click click và nó phải chạy cái code ở đây. còn nếu mà chúng ta không sử dụng cái prop là on click, đây giả sử chúng ta không dùng cái này mà chúng ta dùng cái thằng là href và bằng một cái link thì cái nút này nó render ra một cái thẻ a click và nó đi đến cái link đấy được chưa? còn nếu mà đồng thời có cả href và cả onclick thì nó chạy cả hai được chưa? vừa dẫn link đi nhưng cái cốt chặt script vẫn chạy thì làm như nào? ok, mình sẽ làm cho các bạn xem ở đây nhá thì mình biết là nó sẽ nhận những cái prop này đúng không? title này, href này và onclick mình có một cái cách trình bày như thế này khi nó nhận nhiều prop ấy thì cứ cái prop nào là function viết nó xuống cuối được chưa? đấy là cách trình bày của mình còn các bạn đảo thế nào thì đảo return button đấy nếu mà chúng ta viết cứng vào như này thì làm sao mà nó lúc thì là button lúc thì nó là thẻ a được đúng không đại loại mình cứ demo đã đưa cái title vào giữa đây đó nó ra nút click me này thì bây giờ làm sao click vào đây giả sử trong trường hợp đầu tiên nhá là không có cái href thì đến lúc các bạn soi vào nó phải là button thì uh, chúng ta sẽ làm như sau default nó là button đúng không thì các bạn đặt ra một cái biến theo đúng quy ước khi mà các bạn cố tình viết thẳng cái tên theo cái kiểu giống như HTML vào như này thì đương nhiên nó sẽ hoạt động. Nhưng khi mà các bạn muốn thay thế một cái biến vào đây, ấy, thì các bạn phải viết hoàn nó lên thì mình đúng quy ước nha. Ở đây các bạn đặt ra một cái biến là let, component. Mình đặt là let bởi vì mình biết là lát nữa mình sẽ gắn lại nha. Còn trong trường hợp mình không gắn lại thì 100% mình sẽ sử dụng là constant Rồi, thì ở đây mình sẽ để default là cái button đó và đưa cái button vào đây thay thế. Đó, được chưa? Thì bây giờ trong trường hợp này nó là cái chuỗi button nên là nó sinh ra cái thẻ button đó bây giờ các bạn soi này, ok chưa? và bây giờ ấy thì mình sẽ làm một cái điều kiện, bởi vì các bạn lưu ý nhé, khi nó là thẻ bất dần, khi nó là thẻ bất dần như này, thì đương nhiên là nó sẽ không được có cái attribute là href à, để mình nghĩ một tí em nào, tức là cái điểm này là để tránh nhầm nhé, bởi vì không đến lúc các bạn sẽ dùng tình huống như này, các bạn sẽ truyền cả href này và cả onclick thì nó sẽ bị truyền vào à À, xin lỗi các bạn, đoạn này không có vấn đề gì hết để mình uh, có thể có uh, cốt tiếp nhé. Rồi, thì mình sẽ tạo ra một cái object là prop ở đây, constant prop bằng cái object rộng thôi. Sau đó là mình kiểm tra một cái điều kiện rất đơn giản thôi. Nếu mà có nếu mà có on click thì mình sẽ gắn thêm một cái prop tên là on click vào cho thằng prop kia. Đấy, thì gắn thêm một cái method vào thằng prop này là on click và lấy cái giá trị từ bên ngoài truyền vào đây, bên ngoài truyền vào và gắn vào cho nó, được chưa? Và sau đó thì mình sẽ nhận được lại cái prop, này là gì? Là nó có là một cái object Đấy là on click cái này đấy Giả sử bây giờ nhé mà mình không truyền thằng on click nữa các bạn sẽ thấy nó không có nữa Đó được chưa? Khi nó có thì nó sẽ được đưa vào cái object này Rồi thì bây giờ mình thu về cái object này nhá Mình sẽ sử dụng toán tử rest của ES6 và mình giải những cái prop đó vào đây Đấy, viết đoạn expression vào đây này Giải vào đây đó thì các bạn để ý này cái việc mà chúng ta giải cái object vào đây thì nó sẽ tương tự như cái kiểu mà chúng ta viết như này on click bằng on click đấy bởi vì này on click này đó nó bằng nhau này thì đến lúc nó giải và nó sẽ tương tự như vậy các bạn nhé nên là các bạn phải chắc về s 6 là sẽ hình dung cái chỗ này rồi và bây giờ các bạn nhìn kết quả click 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 đó nó ra số chưa và bây giờ nhá soi này anh em sẽ thấy rằng nó là nó sẽ bất dần ok bây giờ giải quyết bài toán thứ hai khi có thêm bằng href này thì nếu mà chúng ta không giải quyết ấy, thì nó vẫn sẽ là thẻ button và nó lại cắm cả cái href vào trong thằng button cơ. để xem nha Nếu mà bây giờ à mình chưa xử lý nên nó chưa cắm nhưng các bạn nhìn này nó vẫn là button này, được chưa? Và giờ mình đi xử lý tiếp. Nếu mà có Để xem nào. Xử lý bên trên này đi. Nếu mà có href. Đó là cái cách trình bày thôi các bạn nhé Uh, mình đang quy ước là thằng click này là viết ở sau cùng thế nên là mình sẽ viết nó ở sau cùng thôi mình uh, đấy là cái cái, cái cái cách nghĩ của mình thôi mình trình bày thôi ok thì uh, thằng này nếu mà có hrep thì sẽ là cắm thêm thằng hrep và prop bằng hrep bởi ngoài truyền vào đây truyền vào đây đi vào đây nhận vào đây và lại rest uh, spread giải vào đây ok chưa lưu lại các bạn sẽ thấy có cái vấn đề là thẻ bất dần nó cũng có cái link đấy, cũng có cái hrep thì sẽ giải quyết như thế nào trong trường hợp này khi nó mà là thằng có cái href sửa lần lại thành thế à đó bây giờ đi xem đi đây anh em thấy chưa đó ngon rồi thì bây giờ các bạn có thể đi tạm thời nha mình có thể đi comment lại thằng click này và mình click vào đây nhá đấy nó chuyển trong web đây các bạn thấy chưa còn nếu mà bây giờ mình để cái on click này nha các bạn sẽ thấy là nó vẫn kịp xử lý chặt script trước khi nó chuyển đi các bạn nhìn ở cái số log này nó sẽ in ra cái số trước khi nó chuyển đi đó nó in ra một số rất là nhanh các biết anh em thấy không nhìn tinh mắt nhá chỗ này click này đấy à, thực ra trong thực tế thì những cái bài toán mà liên quan đến thống kê ấy, thì đôi khi các bạn vẫn sử dụng cách này có nghĩa là các bạn muốn thống kê người dùng click vào cái link nào hay không thì các bạn có thể sử dụng javascript để uh, thống kê ở đây xử lý logic trong thống kê mà vẫn giúp người dùng chuyển hướng được thì đây là cái tình huống thực tế nhiều anh em là chưa biết đâu nhưng mình cứ mở rộng thôi sau này mình sẽ hướng dẫn dần rồi thì anh em để ý trong cái bài này là để ý này khi nó là một chuỗi đại diện, nó vẫn có thể cuối cùng render ra cái tag đó trong đâu cho các bạn. Nhưng lưu ý là phải viết hoa cái này lên. Viết thường là không có chạy đâu, được chưa? Rồi sang phần tiếp theo à, là thằng à, các bạn để ý là những cái thằng là falsy, boolean, boolean này à, không phải là forcy đâu, bởi vì boolean nó sẽ bao gồm cả for và true. Những cái thằng là boolean, là null, là undefined thì nó sẽ không có được render ra. Thì mình có thể demo cho các bạn. Đấy, xóa cái cốt này đi. Lát nữa giao bài tập cho các bạn làm cái này nhá, làm lại cái này để cho anh em thông não cái chỗ đó. Rồi thì bây giờ ấy, mình sẽ đi uh, viết một cái expression vào đây và mình giả sử mình truyền hẳn nó là true. Ấy. Đó, các bạn sẽ thấy là nó không có render ra cái gì cả. Nhìn thấy cái thẻ div của chúng ta nó không có cái gì ở giữa. Đó, thấy chưa? Nó không có ra cái chỗ là true đâu. Hoặc là false. Đấy, nó cũng tương tự trắng tinh màn hình. Undefined, trắng tinh, no, trắng tinh đó thì các bạn lưu ý là trong những tình huống như thế thì thằng Rack ấy, nó kiểm tra cái cái children ở bên trong nó kiểm tra cái đoạn uh, nội suy của chúng ta để nó biết được là có nằm trong cái dữ liệu mà mình vừa nói hay không thì nó sẽ không có render được chưa tại sao nó lại làm cái điều đó để làm gì để nó hỗ trợ cái việc chúng ta có thể kết hợp toán tử logic khi mà chúng ta render dữ liệu để cho nó có thể uh, dễ tiện dụng để chúng ta dùng thì bây giờ nhé giả sử đây này dùng toán tử logic để render nha mình có một cái constant ví dụ thôi nhá là first access đấy hoặc là đặt là let đi không vài anh em lại hiểu nhầm bởi vì nó có thể thay đổi tương lai đấy thì first access giả sử nó bằng true thì có nghĩa là đây là cái trường hợp mà người dùng lần đầu tiên vào trang web nếu mà nó bằng false thì nó không phải là lần đầu tiên vào người ta đã từng vào rồi thì mình đưa ra một bài toán là dựa vào cái biến này chúng ta sẽ in ra một cái dòng chữ để chào người ta nếu mà first access bằng true thì sẽ in ra là welcome to f8 còn nếu mà uh, ngược lại thì chúng ta sẽ uh, welcome back được chưa? Thì bây giờ mình sẽ đi dùng toán tử ba ngôi để mình dùng uh, được cái logic này nhá. Đây. Thì mình có thể uh, mình có thể uh, à không, nếu mà thế này thì nó lại không có thể hiện cái đoạn là true boolean ở đây nhỉ. Thế thì uh, mình làm đơn giản thế này thôi nhá, gọi là uh, khi mà nó là true thì nó là welcome to F8 và khi mà nó là false thì không hiện cái gì cả. Được chưa? Đấy thì lúc đó chúng ta mới áp áp dụng được toán tử logic thì trong trường hợp này các bạn dùng toán tử n đấy và các bạn đưa vào đây cái thẻ h1 là uh, welcome to f8 đó và các bạn chạy này nó ra welcome to f8 và sửa lại là false thì nó không có render ra cái gì cả uh, các bạn lưu ý nhá với toán tử n ý, thì uh, trong trường hợp thằng này là true nếu thằng này là true thì cả cái cụm này nó sẽ trả ra cái element h1 thế nên là nó render ra thẻ h1 đây được chưa còn trong trường hợp nó là false thì nó sẽ lấy luôn cái giá trị false này Để nó Tức là cái kết quả của cái vế này Nó sẽ trả về cái giá trị của thằng first access này Nên nó sẽ là false Và bởi vì thằng rec nó hỗ trợ cái việc là khi là false Thì nó sẽ không có render cái gì hết Thế nên là chúng ta có thể áp dụng toán tử logic Để render theo cái cách như thế này Được chưa? Cho dù các bạn để nó là undefined Cũng sẽ hoạt động tương tự Hay là các bạn để nó là null no? Hoạt động tương tự Được chưa Đó còn khi là true thì các bạn lưu ý toán tử n, nó sẽ trả về thằng đằng sau nhé Anh em nào mà không hiểu cái đoạn này thì phải xem lại cái phần cơ bản về toán tử logic Khi mà làm việc về câu lệnh điều kiện if, được chưa? Rồi, còn cái tình huống như này nữa Giả sử mà cái thằng này nó nhận một cái prop Một cái prop là Là title gì đó Đấy, thì khi mình gọi common app này ở đây Mình sẽ chuyển cái prop là gì? Welcome back Đó Thì bây giờ ấy, mình muốn là mình sẽ lấy cái dữ liệu thằng title này mình đưa vào giữa đây, à, đưa vào thẻ h một đi. Đây là trường hợp một trường hợp là sử dụng toán tử or nhé. Vừa nãy là một ví dụ toán tử and rồi, thì toán tử or này, title này, đó là nó hiện ra như này. Và bây giờ mình muốn ý là khi nó không hiện ra, nó không có gì nhỉ nó không có cái giá trị ở thằng này, thằng này nó không có giá trị. Đấy, nó là làm như này đi. Trong trường hợp mình không truyền thì thằng này sẽ là undefined đúng không? Đấy, thì các bạn có thể nhìn thấy rằng là, đầu tiên đấy là nó cũng không có lỗi. Đấy, nó không có cái gì ở đây cả bởi vì nó không render ra. Nhưng thứ hai là các bạn có thể dùng toán tử or để các bạn có thể đưa vào đây. Để làm gì? Để uh, render ra một cái giá trị mặc định gì đó, ví dụ như là giá trị mặc định đi, mình ví dụ như vậy. Đó, thì nó cũng là một cách để các bạn có thể sử dụng được toán tử or này ở đây. Uh, và trong cái trường hợp mà giả sử các bạn nhận nhiều prop ấy và đến lúc là không có prop nào có giá trị cả. Ví dụ như các bạn có cái uh, nhận title một này, kể cả một cái gọi là cái uh, content nữa đi đấy rồi các bạn làm logic theo cái kiểu là nếu mà có title thì hiển thị title còn nếu mà uh, không có title thì hiển thị content đấy thì bây giờ các bạn có thể làm như này đưa content vào đây, à, đưa title vào đây nhá title này thì nó in ra là title và nếu mà bây giờ có cái content ấy thì các bạn có thể biết là nó vẫn in ra là title đúng không? đấy bởi vì đây là toán tử or nhưng nếu mà không có thằng title này thì nó sẽ sinh ra là toán tử toán tử à thì nó sẽ lấy cái vế đằng sau này nhưng lại có những cái trường hợp mà nó lại không có cả thằng nào nữa thì sao? Theo các bạn trong trường hợp này nó sẽ trả về giá trị gì ở cái cụm này? Sẽ là undefined Được chưa ạ? Thế nên là gì? Cái đoạn mà nó hỗ trợ cái đoạn uh, bỏ đi những cái này không được render ấy Là để nó giúp các bạn đạt được cái việc là Kết hợp những cái toán tử logic để mà các bạn render Được chưa? Ok à, Thế này là video này hết rồi Thế thì bài tập của video này như này nhá các bạn làm lại cái button mà mình vừa nói ấy. Đấy, cái button mà vừa nãy là khi có on click hay là khi, khi có href thì lúc nó là button, lúc nó là thẻ a ấy. Các bạn làm cái bài tập đấy giúp mình. Và các bạn uh, có thể rest uh, một chút để cho cái nút nó đẹp. Đảm bảo giúp mình là khi nào nó là thẻ button hoặc là khi nó là thẻ a thì cái CSS của nó vẫn phải giữ nguyên, tức là cái nút đấy trông nó phải y như nhau. Được chưa? Cho dù nó là thẻ A hay là là button thì cái nút đấy nó phải đẹp như nhau Được chưa? Thì để các bạn viết được cái CSS ấy nó rất là đơn giản thôi Cứ đặt class cho nó rồi làm sao Lên đây viết cái thẻ style như bình thường anh em nhé Bởi vì chúng ta vẫn đang ở trong những cái bài cốt thuần mà Đấy, thêm cái style này Viết class cho nó và CSS cho nó như bình thường Và để vào cái link của Cốt sandbox nhé, hoặc là JS file đều được Và mình có thể xem qua Nên là các bạn hãy comment ở bên dưới video này Cảm ơn các bạn đã xem, xin chào các bạn